trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rụng buồn. Em hát đi ru ngủ giật chiều mai, mây bay bay mà tiếng ca trên đôi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hong con nắng mơ. Chào các bác yêu mến âm thanh, lại là em đây. Hôm nay em giới thiệu lại cặp loa Onkyo D112ST. Chất âm của nó thì tuyệt vời, rất ngọt. Nghe bolero là rất ngọt. Hàng đi bay về, nói chung là nó cũng có những cái vết xước nhỏ nên là từ Nhật rồi chỗ này. Chỗ này đây này, thứ hai nữa là chỗ này. Vậy thôi, e căng e kiếc đầy đủ. E căng đầy đủ nè. Series của nó là series trùng nhá, nó là series trùng hết. Đó. 2366. Đó. Cơ bản là vậy. Đẹp, chơi phòng dưới 25m2. Công suất của nó là 80W trên loa, trở kháng là loa có trở kháng là 6 ohm. Cơ bản là vậy. Bác nào có nhu cầu ấy thì liên hệ với số điện thoại trên bài của em. Giá của em nó là 3.350.000, nên mua chịu ship. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại trên bài của em. Cơ bản là vậy. Cái này nó có cái quả tên lửa này rất đẹp. Cơ bản là vậy thôi. Xin cảm ơn các bác đã đăng ký kênh và xem kênh của em. Chúc các bác có những ngày cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn.